Em là happy face mà. Hả? À, cái miệng vậy là gọi là happy face hả? Cái miệng đó là miệng vui vẻ hả? Con nói đi, cái miệng vui vẻ. Happy face. It's like Halloween, mommy. À, con giống Halloween. Trời ơi, nó đục cây son của tôi ra. Nó tự lục vỏ, tự lục cây son tôi ra. Nó đánh xong mà cái giờ nó nói vậy chỉ là Halloween thôi mẹ ơi, có được không? Đẹp không? Hỏi cô chú ơi, cô chú thấy con đẹp không? Dạ. Hỏi cô chú thấy con đẹp không? Hỏi cô chú ơi, cô chú thấy con đẹp không? Con nói đi, con là... Con nói đi, con là... Đợt đàng hoàng, đứng đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Nói nè, cô chú ơi. Cô chú... It's okay. It looks scary now? No. Nói con là... Thị nở. Này nè, nói chuyện với cô chú đây. Cho cô chú coi mình đẹp nè. Con là cái gì? Nó bấm mà hồi cho điện thoại này nó lóc luôn á. Con là cái gì? Con là gì? Thị gì? Mommy, let me take a picture. Rồi nói cho cô chú coi nghe coi mẹ bán cái gì. Mẹ ơi gì? Mẹ nói cô chú coi mẹ bán cái gì. Cho cô chú coi coi. Bán gì nè? Quà nghệ tây. Đúng rồi, mẹ bán nhị hoa nghệ tây. Đúng rồi. What's your name, mommy? What's your name? Ủa, con đâu có con đâu có hỏi what are your name? What is your name? What is your name? Chứ không có what are your name nghe chưa? My name's Yên Ngọc. Hả? Huh. My name is Boobies. Nó làm bậy nữa. Sao ông chán nó bậy dữ trời? Sao mẹ con mẹ kìa. Bây giờ mày hỏi là sao con khoái nói cái từ đó vậy? Hả? Do you... Nguyên cả một ngày mẹ đâu có bao giờ nói với con cái từ đó đâu. Mà mẹ cũng không có dạy con nữa. Con coi ở đâu ạ? À? Con coi ở đâu á? Ồn nha. Chày trời ơi. Dơ quá đi giờ rồi. Mà con nói cho cô chú nghe coi. Hồi sáng giờ con đi đâu chơi rồi? Hồi sáng giờ con đi đâu được chơi được rồi? Nói cô chú mẹ cô chú nghe coi. Giờ này mà chơi hide and seek. Mai đi. Ủa này sao không cho không coi được kì vậy? Chay, ai? Chay, ai xông hôi cho con á? Chay. Cười cái cho cô chú coi coi, cười cái cho cô chú coi coi. Chay, cười cái cho cô chú coi coi. Oh my goodness, JD, you look so pretty. You're a very pretty girl. Ai đưa cho con cái son môi á? Ai đưa cho con son môi á? Bạn Jay, tại sao con thích son cái môi con bự dữ vậy? Why you like your lip to look that thick? Jay, because she did it without a mirror. No, it Chay, sao mà con thích sơn cái môi con dày dữ vậy Chay? Con nói mẹ nghe coi. Coi cái đầu tóc nè. Nè, tóc của con á, con không có được lấy cái son môi đó mà con chà lên cái tóc kìa. Con chà lên cái tóc về nhìn cái tóc con nó đơ mà nó dơ, nó dính vô, nó bệt vô kìa. Chút nữa là mẹ phải dẫn đi tắm nè, nhìn thấy ghê quá đi thôi. Ừ đúng rồi, con mà dựng không đúng mà con làm ấy là nó ngã xuống, nó rớt xuống á. Ê con nhìn cô chú, con chào cô chú cái coi. Cho cô chú coi Chay đẹp coi. Đi đâu vậy nè Chay? Chay làm coi. Úp úp úp. You got it. Và nói chuyện với người lớn dễ sợ luôn á, thì cái cô chú nào mà hiểu tiếng Mỹ á, trời là biết nó nói chuyện người lớn cả cỡ nào. Còn mà dịch ra tiếng Việt thì nó không có còn cái một cái two ounces. Ừ, đó là hai ounces đúng rồi. That look
that's two Elsa. Vai ba coi hai Elsa nè. Nice. Daddy, that's two. Look, that's two Elsa. I see. Look. Two of them. You are right. That's not fair. Sao không fair? Sao không công bằng? Có hai con Elsa đứng đó rồi sao không công bằng? Why is it not fair? Elsa has the powers. Into the unknown. Elsa has two powers. Không biết cô chú biết bài này không nha? Chứ cái bài này Anna doesn't have any powers. Lần Ngọc kể cho nghe. Yes. Cái bài này là chay nghe lúc mà chắc baby, you baby the song. I like that you broken, broken like me. Okay, that's all. That's all. How long have JD not listening to it? Over the summer. No, no, longer than that. In the fall or spring is when she was listening to it. Yeah, la 8-7 months ago, 8-9 months ago. Like 6 months ago. More than that. Honey, you got feet. Hơn nửa năm. Chay không có nghe bài hát đó. Mà khi mà nó nghe bài hát đó, nó đâu có hát đâu, nó đâu có hát lại you đâu. Can if you jump down. Chỉ là mở cái bài hát đó lên thôi. Trời tự nhiên cái giờ nó nằm qua tới nay nha. Nó nằm tự nhiên cái nó hát. Nó hát cái câu của những bài hát đó đó. Cái Ngọc với Đi Huynh, Ngọc với chồng Ngọc đang ngồi. Tự nhiên nó hát của cái câu của bài hát đó. Ngọc với hai đứa ngồi nhìn nhau cười. Ủa gì trời. Trời lâu dữ lắm rồi không nghe lại cái bài đó mà. Các bạn biết nó nghe toàn là cái bài hả. I love you, Senorita gì lùm lum đó. Rồi hả, Sweet But Psycho. Còn cái bài kia nó không có hề nghe thường xuyên. Yeah, Sweet But Psycho. That's what you look like with that lipstick. I like that you broken, broken like me. Trời tự nhiên nó hát em cái lời của bài hát vậy nhà Ngọc hết hồn luôn á. Ủa tại sao mà hơn nửa năm mà không nghe cái bài đó, mà khi nghe cái bài đó không có nghe thường xuyên. Mà tại sao nhớ cái bài đó? Không có coi, nó không hề coi, nó đâu có biết. Trong YouTube á, nó coi toàn là Ladybug được không à? Elsa được không? Đâu có nghe bài đó đâu. Tự nhiên hát lại thấy hết hồn luôn. Daddy, look at Olaf, Anna, Anna, Elsa. I like that. Chase sky, chase sky, sky hồi rừng. Chase sky, hồi 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 rừng. Cái miệng giống thì nở quá chay ơi. Không, ủa có biết thì nở là ai mà không hả? Chay, con có biết thì nở mày á? It's just like the ice cream. Không, con mẹ cho con chơi với cái hộp đó, nhưng mà khi mà con bỏ vô miệng á là mẹ sẽ lấy cái hộp đó mẹ đem cất luôn, mẹ không cho chơi nữa. Khoe cho cô chú cái lược Elsa đâu. Quay mặt đằng sau chắc được cái đồ. Có cái cô kia tặng cho Chay cái lược Elsa nè cô chú. Your lipstick. Wait. Daddy, can you see a coin? It's a quarter. It's a nickel. Đồng xu không, ba? Yes, Dad, I know it's nickel. Oh. Ba nó nói cái này là khoảng 25 cent. Yeah. Baby, is it a 5 cent or 25 cent? It isn't 5 cents. Ba nó nói con có biết cái này là 5 cent không? Nó nói con biết cái này là 5 cent. You just put it in microwave. Yeah, reheat. Jay, con có biết thị nở là ai không? Con nói đi, thị nở. No, no, con nói đi, thị nở. Thị nở. Lớn lên. Thị nở. Đúng rồi, con còn biết con thị nở là vợ của ai không? Con nói là Chí Phèo. Nói lớn lên. Chí Phèo. Lớn lên. Louder. Chí Phèo. Con nói Chí Phèo đấy con. What's going on then? See mommy. So you can see mommy.
Nếu mà cô chú không biết, cô chú có coi cái video clip mà Chay đi học hát không ta? Nếu mà cô chú có coi video clip Chay đi học hát á, cô chú sẽ thấy có cái khúc là cô giáo đưa cho Chay một cái vòng mà cầm lên một cái hình là tam giác á, rồi Chay phải đọc cái chữ triangle á, là cái chữ tam giác, rồi một rồi đúng rồi triangle là cái hình gì con? Hình tam giác. Xong rồi cái cô một cái tay kia thì Chay cầm một cái cây dài dài để gõ. Nó lại đọc cho ba nó nghe cái chữ triangle đó có được không? So thumb straight triangle. Đó đúng rồi triangle. Cô nói đi, cô nói hình tam giác. Đó rồi cái á hả? Rồi cái hả? Là cái cầm cái hình tam giác. Cầm cái hình tam giác đó mà hả, gõ vô với nhau á, cô chú nhớ không? Là đó, nếu mà cô chú nhớ là cái đó đó. Hang hôm qua hang, lúc mà Ngọc đi ăn với Chay á. Đi đâu ạ? Hả, con đi đâu ạ? Con đi vô với ba hả? Không, để nó đi, chút ba đem ra. Trang, hôm qua đi ăn với nó hang. Cái cây ống hút á, có hai cái cây ống hút. Rồi, làm gì vậy? Ủa, ba vô giường hả Chay? Có hai cái cây ống hút. Nó xếp cái cây ống hút thứ nhất thành cái hình tam giác. Cái cây ống hút thứ hai á, nó cầm lên nó gõ vô y chang như cái lúc. Y chang cái lúc mà nó đi học trong đàn luôn. Cô chú tin không? Ngọc nhìn qua Ngọc hết hồn luôn á. Còn nói ủa con nó nói mẹ coi con làm giống cô lady nè, là ý nó nói là nó làm giống cô giáo bữa cô giáo dạy đó. Thấy ghê nó không? Nói mẹ con làm giống cô lady, cô lady là làm giống như ấy. Sợ chỉ thiệt chứ không nhận luôn á. Ủa sao đem tùm lum lên đây vậy hả? Put your caps on your chapsticks. Mỏ này chắc ăn mấy cái ăn mấy miếng thịt bò quá. Ê mơ mốt đừng đi lớn lên, đừng đi bơm môi cho bự vậy nha. Nghe thì nở. Thì nở. Chay cay hôi rình. Kết. Ơi, đẹp quá. Chay xì cay hôi xì rình. Baby you done with your homework? No. Hả? I know. So go to do them more and then we can have time to relax and today is Monday. I gotta finish it up before I go to sleep. My head hurts. I got a headache on the side of my... I did most of my homework. Đó, bà... Đó, nó nghe bà nó bị nhức đầu rồi, có cái mặt nó kìa. What's wrong, JD? My head. Hả? Daddy head hurts? Uncle. Yeah? My stomach too. Your stomach hurts too? Yeah. Xạo. Maybe can you go and pick up some local takeout breakfast and bring it back? Baby, you just had steak. For you and Jenny. I have my. I got no money too, mommy. I like that, okay. Baby. You want some Tylenol? We got some. We gotta go buy some. It's very close. Like if you turn right and there's a place. Daddy, I'm daddy. Mà con ba đã cái đầu của ba nhức kìa, con giờ con phải làm sao chứ giúp ba đi rồi. Đầu ba nhức rồi, đúng rồi, con làm vậy. À, con chảy đầu cho ba hả? À, ơi nó nghe cái đầu ba nó nhức rồi nó. That means I get to comb your hair too, right? Yes, very much. JD, you need to shower very soon because your hair look annoying to me. No. It looks so annoying. Mẹ sẽ dẫn con đi tắm. Hay là mẹ đi mua thuốc, mua đồ ăn sáng. Giống nhau. Giống nhau gì hả con? Giống nhau cái này. Oh, trời ơi, nó nhìn vô camera nó thấy. Nó nhìn vô camera nó thấy cái áo nó với cái lược á, cái nó nói mẹ ơi giống nhau. Ừ đúng rồi, giống nhau.
Đúng rồi. Okay, ờ, nó nói để con chạy đầu cho ba, để cho đầu ba đừng có đau nữa. Cái gì? That's too big for me. Trời ơi, nó nói cái lượt này bự với nó quá thôi mẹ, mẹ chải đi coi được không? Con cái gì mà nhờ mới nhờ giải được chút xíu là biến rồi. Làm biến. Yeah, làm biến. Why? I thought we're so here. Yeah. Rồi nằm xuống, nằm xuống cho nó chải đầu đi. Trời ơi, chải đầu để ba đừng có bị nhức đầu nữa. Người chảy sẽ nói trời ơi cái lượt này bự với con quá, có được không? Hold tight. Hold tight, đúng rồi, nó nói cầm cho chặt vô cầm. Mà mẹ nói là mẹ thấy cái đầu của con là mẹ mệt dữ lắm, là mẹ phải lôi con vô đi tắm lẹ đó nha. Trời đất ơi, thấy chưa, thấy chưa? Comb your hair, JD. Your hair is so bad, let's go wash. Yeah. Let's go wash your hair, JD. See, go take a shower. Bye, JD. Đây đây, vô ba tắm cho. Vô ba tắm cho con kìa. Daddy, I jumped in the bed, Daddy. Đó, nó nói ba con mới vừa nhảy từ trên giường xuống. Cái gì nó cũng nói, cô Dũng thấy không? Hả? Huh. I don't know. Có ba nó nói chuyện nhiều hơn Ngọc. No, biết sao không? Chắc lại cho do nó thích nói tiếng Anh. Mommy, look at what you want, Mommy. Cái gì con nói tiếng Việt chứ mẹ? Nói tiếng Việt coi. What you want? Mẹ ơi, sao? Mẹ ơi. Mẹ sao? Mẹ ơi, what you want, mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ muốn cái nào? Mẹ ơi, muốn cái nào mẹ? Mẹ muốn con chay. Không, mẹ muốn cái này. Mẹ muốn cái này, muốn cái này. Ok. Con chay mẹ nha. Ok. Thơm quá. Thơm quá. Ủa gì vậy? Ủa trời, sao đánh lại? Trời ơi. Phải giấu phong. Ừ đúng rồi, lấy phải giấu phong rồi. Đưa đây mẹ giấu. Đưa đây mẹ giấu. Mẹ giấu. Giấu. Ây da. Trời ơi. Nó cho tôi xong rồi nó lấy lại trời. Làm sao cho mẹ xong rồi lấy lại hả? Đó là đi vô trỏng đánh răng rồi xúc miệng rồi tắm đi cho mẹ đi. Mẹ nhìn con rồi thấy mẹ thấy mày thấy mẹ muốn lật lòng con quá. Nothing. Nói tiếng gì coi. I like that you broken like Jay style. There's no points. No. Ồ, mà cái miệng đây nè, con thấy cái miệng con vậy có đẹp không? Không nè. Con thấy cái miệng con có đẹp không? No. Không đẹp phải không? Vậy sao con làm vậy chứ? Giờ mình làm là chỉ cho đẹp chứ sao con vẽ mà chỉ để cho hơi giống Halloween vậy? Con thích vậy á hả? Yeah. Ai đưa cho con cái lipstick á? Trời. Con tự lấy hả? Sao con lục đồ của mẹ? Nè.